Út. Tại sao? Nhưng mà ui. Đây. Mình sẽ chạy sang bên đây. Chạy sang bên đây. Đây. Đấy. Và âm in đây. Mình sẽ đo xem nó kích lên bao nhiêu. Để đây. Mình sẽ đo ở đây. Yeah. 12V bạn ạ, 12V. 12V, thấy chưa? 12V. Đầu vào của nó là chỉ mới. Bạn thấy chưa? 6V. Các bạn ạ, trời quá muộn. Ý dê. Và nó đang kích lên 12V. Đấy không? Đo điện tại đây. Chu đáp xuống còn 9,5V ạ. 9,5V. Dê. Đấy là toàn bộ nguyên văn.